quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Harry Won, mẹ từng sợ tôi già rồi không ai lấy khi chia tay người cũ ở tuổi 31. Nữ ca sĩ cho biết sau khi quyết định chia tay ở tuổi 31, mẹ ruột từng khuyên nên nghĩ lại vì sợ tuổi đó rồi không ai lấy nữa. Trong tập mới nhất chương trình, chị em chúng mình bàn về chủ đề 30 chưa phải là hết. Harry có liệp chia sẻ về những câu chuyện của bản thân và cuộc sống gia đình khi đã qua cột mốc 30. Bà xã nam MC Trấn Thành cho biết, với trường hợp của mình hiện tại việc hơn 30 tuổi vẫn chưa có con là điều phải suy nghĩ nhiều nhất. Harry chia sẻ bản thân có bệnh liên quan đến cổ tử cung từng 2 lần phẫu thuật. Chính vì vậy nếu có con sẽ khó giữ được em bé. Ngoài ra sức khỏe của mẹ cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều khi mang thai. Cùng với đó, việc phải tạm dừng công việc trong ít nhất 2 năm để sinh và chăm con nhỏ là điều khiến Harry Won cân nhắc. Nữ ca sĩ cho biết dù sao cũng nên nghĩ đến sự nghiệp của bản thân đã ổn định hay chưa đã. Đây chắc là câu chuyện không chỉ của riêng Harry mà còn cả với những ai trên 30 tuổi rồi vẫn chưa có con đều gặp áp lực như vậy. Khi chưa có thì rất mong có, nhưng khi có rồi phải nghỉ việc, dành thời gian ở nhà chăm con. Rồi khi đi làm lại không may nhận, không biết phải xin việc như thế nào, giá trị của mình bị giảm xuống. Những điều này rất áp lực với phụ nữ, Harry chia sẻ. Ngoài ra Harry còn chia sẻ thêm ở thời điểm cô vừa bước qua tuổi 30. Khi quyết định chia tay tình cũ, mẹ ruột đã lo lắng vì sợ tuổi này rồi không ai muốn lấy con gái nữa. Thời điểm tôi mới chia tay và 31 tuổi mới quen lại một người mới là chồng mình bây giờ. Lúc đó mẹ đã nói rằng chia tay làm gì, giờ con già rồi ai lấy. Tuy nhiên bản thân tôi không lo về tương lai có lập gia đình hay không. Có cũng được, không có thì thôi. Sau đó mẹ cũng ủng hộ không gây áp lực, chỉ cần con gái kiếm được tiền sống tự lập hạnh phúc là được. Nhưng đến hiện tại tôi bắt đầu lo vì bạn bè xung quanh ai cũng có con hết rồi, còn tôi chưa có, Harry chia sẻ. Những chia sẻ của Harry nhận được sự đồng cảm của chị em phụ nữ. Nhiều người mong cho gia đình của nữ ca sĩ và MC Trấn Thành sẽ sớm có được tiếng cười trẻ thơ như mong mỏi. Được biết vì bà xã từng mắc bệnh về tổ cửu cung, nên MC Trấn Thành không áp lực về chuyện con cái mà để thuận theo tự nhiên. Nam MC cũng từng thẳng thắn cho biết nếu vợ không thể sinh con, anh sẵn sàng nhận con nuôi và xem đó như một món quà đặc biệt. Cuộc sống hôn nhân của Harry và Trấn Thành vẫn viên mãn hạnh phúc dù chưa thể có thêm thành viên mới.